Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đánh giá và so sánh một chút về hai chiếc đồng hồ Patek Philippe Nautilus 5712R và Patek Philippe lịch vạn niên 5327G với lớp vỏ bằng vàng trắng. Thì trước khi đánh giá và so sánh hai chiếc đồng hồ này thì tôi sẽ kể với các bạn một cái câu chuyện. Gần đây thì Gia Bảo có một vị khách hàng cần tư vấn một chiếc đồng hồ Patek Philippe trong khoảng từ 1,3 đến 1,5 tỷ Việt Nam đồng với điều kiện như sau: dây da, vỏ bằng vàng, khóa gấp, có lịch trăng, không nhất thiết là lịch thường niên hay là vạn niên, chỉ cần có lịch trăng, tức là lịch moon phase là đủ. Mặt số hiển thị trông phức tạp với nhiều kim và đồng hồ phụ, dành cho cổ tay dạng vuông có chu vi khoảng 16,5cm. Và đó là lý do hôm nay tại sao Gia Bảo đặt lên bàn cân hai chiếc đồng hồ Patek Philippe Nautilus 5712R và Patek Philippe lịch vạn niên 5327. Với Nautilus đang là xu thế, còn lịch vạn niên dành cho những nhà sưu tầm thích nghiên cứu và đam mê. Vậy, theo các bạn, vị khách hàng tôi đề cập ở phía bên trên sẽ chọn Hot Trend hay chiếc đồng hồ lịch vạn niên phức tạp? Hãy cùng Gia Bảo đánh giá và thảo luận trong bài viết này các bạn nhé. Và phần kết quả sẽ được bật mí ở cuối video này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đánh giá lần lượt qua 4 tiêu chí như sau: 1. Lịch sử bộ sưu tập. 2. Dáng vỏ của Nautilus và lịch vạn niên trên tay hai chiếc đồng hồ. 3. Chức năng và cỗ máy. 4. Mức giá, độ hot thời điểm hiện tại. Đầu tiên, về lịch sử, những cỗ máy lịch vạn niên xa xưa được thiết lập vào những năm 1898 bởi Patek Philippe, và rất là tình cờ, họ đã tạo nên một chiếc đồng hồ đeo tay lịch vạn niên đầu tiên vào năm 1925. Lịch sử về lịch vạn niên của Patek Philippe cũng được đánh dấu với những model 1518 đi kèm chức năng chronograph. Chúng ta không ít người được nghe tới chiếc đồng hồ cơ khí Patek Philippe 1518 bằng thép được đấu giá năm 2016 với mức giá hơn 11 triệu USD. Tôi không nói nhầm đâu các bạn ạ, hơn 11 triệu USD. Thì cái mức giá này đã ghi dấu ấn, đây là chiếc đồng hồ cơ khí có giá trị cao nhất thời điểm đó được giao dịch. Sau này đã bị xoán ngôi bởi Rolex Daytona Paul Newman năm 2017. Một lịch sử hào hùng, nhiều dấu ấn thuộc về bộ sưu tập Patek Philippe lịch vạn niên. Vậy, những chiếc Nautilus tàu ngầm thì sao? Nếu tính tuổi người thì bộ sưu tập Nautilus phải gọi lịch vạn niên bằng ông, khi đến năm 1976 mới được sinh ra đời bởi người cha thiên tài Gerard Genta. Các người con nổi tiếng của ông có thể kể đến Audemars Piguet-Royox, Omega Constellation hay là IWC Eugenier, vân vân. Rất nhiều người con nổi tiếng của ông đã được sinh ra đời. Tuy nhiên, quay trở lại với Nautilus thì cái câu nói hậu sinh khả úy rất đúng trong cái trường hợp này. Nautilus ra đời khiến cho những chiếc đồng hồ thể thao xa xỉ ngày càng được chú ý và dần thay đổi thói quen chọn mua đồng hồ của giới quý tộc thời điểm đó. Và xu thế này hoàn toàn đúng với thị trường Việt Nam. Cái tên Patek Philippe thực sự nổi tiếng trong khoảng 15 năm trở lại đây với một sự liên tưởng rất là đơn giản và dễ nhớ. Đó là một cái thương hiệu đẳng cấp, đắt tiền hơn Rolex. Thời gian đầu, khi nhắc đến Patek Philippe thì người Việt Nam chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những chiếc đồng hồ vỏ bằng vàng, size rất là đẹp từ 36 đến 38mm, dây da thanh lịch và đặc biệt là rất đắt tiền. Ít ai nghĩ rằng những chiếc Patek Philippe Nautilus với dáng vỏ vuông, thô kệch, xấu xí lại đang được săn đón rất nhiều trong những năm trở lại đây. Về thiết kế vỏ của hai chiếc đồng hồ thì hoàn toàn trái ngược. Patek 5327 với dáng vỏ tròn hay là còn gọi là dáng vỏ Calatrava của Patek Philippe, đường kính 39mm với chất liệu bằng vàng trắng 18 carat được đánh bóng tỉ mỉ này, kỹ càng, sẵn sàng chúng ta có thể soi gương. Dáng tay càng hay còn gọi là lắc rất là thanh mảnh, ôm vát tinh tế với dây da màu xanh rất là đẹp, nói chung là rất là cổ điển và thanh lịch. Có thể nói đây chính là cái dáng vỏ truyền thống đi cùng Patek Philippe trong cả trăm năm. Còn thiết kế vỏ của Nautilus 5712 theo hình ô cửa sổ của tàu biển, đường kính 40mm, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi ngày xưa ấy, khi chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ này, đó chính là xấu lạ ấy. Mà xấu mà, nhưng mà ấy, cái xấu này nếu càng ngắm lâu thì lại càng đẹp, rất đẹp, đặc biệt là khi đeo trên tay. Thiết kế vỏ của Nautilus ban đầu cũng đã là tranh cãi khi hai phần hông của đồng hồ bị đẩy ra, cảm giác thừa một cái cách khó hiểu. Vành bezel gì mà vừa xước lại vừa đánh bóng, sao mà nó cảm thấy, tôi nghĩ là cảm thấy là vô duyên. Thì thật sự là nói là vô duyên. Về sau ấy, nói thật là trong cái quá trình làm việc thì chúng tôi mới nhận ra rằng đồng hồ thì
có lẽ là không có xấu hay đẹp, mà chỉ có phù hợp hay chưa phù hợp với sở thích của người chủ sở hữu mà thôi các bạn ạ. Tiếp đến là chúng ta hãy cùng nhìn đến bộ khóa. Thì đây là một chi tiết chúng tôi cũng muốn đề cập tới với hai thiết kế độc lập khác nhau. Một là khóa hoa thị sang trọng với logo thành giá Calatrava. Có rất nhiều khách hàng của chúng tôi muốn sở hữu Patek Philippe chỉ vì cái bộ khóa hoa thị ấy. Còn Nautilus là dạng khóa to, nặng và trông rất là bề thế và thể thao. Nếu nói về trên tay và phù hợp với trang phục thì tôi nghĩ là thiết kế cổ điển của Patek Philippe 5327 sẽ phù hợp với sui, khi kết hợp với sui, vest sang trọng, áo sơ mi quần nâu vân vân. Còn Nautilus 5712 theo các bạn thì sẽ phù hợp với những trang phục gì? Đối với tôi thì khi đeo Nautilus thì bất kỳ trang phục gì của chủ sở hữu đều auto đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy này, đây như hình ảnh mà chúng tôi cung cấp. Đeo Nautilus, cái dáng vỏ Nautilus ấy, càng đeo chúng ta sẽ càng thấy là nó càng đẹp. Đây không phải là cái suy nghĩ cá nhân của tôi đâu, mà tôi đã tổng hợp và cũng được khá nhiều khách hàng sở hữu Nautilus đưa đến cùng một cái cảm nhận như vậy. Về chức năng và cỗ máy, vị khách hàng của Gia Bảo thích một cái mặt số hiển thị phức tạp, điều đó đều đúng với cả hai chiếc Patek Philippe này. Tuy nhiên, theo cơ cấu chức năng thì Patek Philippe 5327 lại phức tạp hơn Nautilus 5712 rất là nhiều. Không phải tự nhiên mà Patek Philippe 5327 lại nằm trong bộ sưu tập Grand Complication, tạm dịch là siêu phức tạp. Trong điều kiện đồng hồ được hoạt động liên tục, cái cơ cấu lịch vạn niên này sẽ đúng và khớp từng thứ này, ngày dương lịch này, tháng này, năm nhuận và lịch tuần trăng cho đến năm 2100. Có nghĩa là chúng ta không cần phải chỉnh lịch ngày 30 hay 31, thậm chí là ngày 29 tháng 2 năm nhuận. Còn Patek Nautilus thì sao? Kim dây tại đồng hồ nhỏ góc 3 đến 5 giờ đảm bảo mặt số luôn có chuyển động, không bị đứng hình như 5327. Dương lịch và âm lịch được hiển thị tại đồng hồ góc 6 đến 8 giờ. Một đồng hồ báo năng lượng được sắp xếp ngay ngắn tại góc 10 đến 11 giờ. Chúng tôi có khá nhiều khách hàng thích mặt số của 5327 với lý do nhìn trông khá là phức tạp, đỉnh cao cơ khí, nhưng cũng không ít người lại lựa chọn mặt số hiển thị của 5712 vì cái tính hữu dụng này, vừa có kim dây, vừa có báo năng lượng, lại có thêm mặt trăng làm điểm nhấn. Thế còn mặt sau của hai chiếc đồng hồ này thì sao? Cả hai chiếc đồng hồ này đều được thiết kế với đáy kính sapphire cho phép chúng ta chiêm ngưỡng cỗ máy bên trong và dùng chung cỗ máy gốc là Calibre 240 nổi tiếng với micro rotor, tạm dịch là rotor khuy áo. Cái điều này thì sẽ làm cho cái bộ máy sẽ mỏng hơn so với những cỗ máy 315 hay 324 sử dụng rotor toàn phần. Tuy nhiên, điểm khác biệt lại ở phần phía trên của cỗ máy đã bị ẩn đi bởi mặt số đồng hồ, quyết định những tính năng phức tạp phía bên trên. Là về mức giá thì một nghịch lý đã và đang diễn ra, đó chính là chiếc 5327 phức tạp hơn, có giá hãng niêm yết khoảng hơn 2 tỷ, cao gấp đôi Nautilus 5712. Nhưng mức giá thị trường cho hai chiếc đồng hồ này hoàn toàn ngược lại. Tại thời điểm tháng 4 2019, mức giá để sở hữu 5712R nhỉnh hơn 5327 có cùng tình trạng. Lý do vì sao? Đấy là do một phần cung cầu của thị trường và số lượng sản xuất những model sport của Patek Philippe ngày càng nhỏ giọt, cũng như việc đầu cơ này đẩy giá của những reseller phân phối lại, dẫn đến việc mua được một chiếc Nautilus với giá hãng niêm yết vô cùng khó khăn. Tôi phải nhấn mạnh là vô cùng khó khăn các bạn ạ. Nhớ lại cách đây khoảng 2 năm khi những chiếc Patek Philippe 5712R được chúng tôi bán ra với mức giá chỉ khoảng 35.000 USD một cách chật vật, phải nói là chật vật các bạn ạ. Thì hôm nay tôi xin chúc mừng những vị khách hàng đã sở hữu Nautilus trong khoảng thời gian đó. Không có một chiếc đồng hồ nào hơn chiếc đồng hồ nào, mà chỉ có phù hợp hơn với chủ nhân sở hữu. Với Nautilus 5712, chúng tôi nhận thấy đa phần khách hàng đó là những người mua yêu thích dáng vỏ thể thao góc cạnh này, ốp tay, trẻ và khỏe, đặc trưng của những chiếc đồng hồ thể thao xa xỉ, với độ nổi tiếng và là khao khát của rất nhiều người mua thời điểm hiện tại. Điều này cũng đồng nghĩa với giá trị thanh khoản của chiếc Nautilus rất là cao. Vậy 5327 thì sao? Đó chắc hẳn là một nhà sưu tầm, đam mê và am hiểu về cơ chế, máy móc, giá trị lịch sử của Patek và bộ sưu tập lịch vạn niên. Một người thích đeo những chiếc đồng hồ có dáng vỏ cổ điển, thanh lịch, chức năng lịch vạn niên luôn làm họ mê mẩn và yêu thích. Tôi nghĩ đó là hai hệ khách hàng sẽ lựa chọn Nautilus hoặc là 5327 lịch vạn niên. Quay trở lại câu chuyện, chúng tôi tư vấn tới vị khách hàng đã đặt ra bài toán cho Gia Bảo Luxury
từ đầu của video. Thì theo các bạn, khách hàng sẽ lựa chọn chiếc đồng hồ nào? Kết quả là sau khi tư vấn như là thông tin của video này chúng tôi vừa trao đổi với các bạn ấy, anh ấy nghe rất là chăm chú và đưa ra một sự lựa chọn rất là quyết đoán. Anh quyết định mua một chiếc Rolex Daytona toàn khối 116505 các bạn ạ. Lý do thì nó rất là đơn giản thôi, đó là anh ấy cần thời gian để quyết định mình sẽ là một cái người mua phong trào hay sẽ trở thành một nhà sưu tầm trong tương lai. Chúng tôi có một cái câu hỏi đặt ra từ các bạn, đó là nếu là bạn thì bạn sẽ chọn chiếc đồng hồ nào trong hai chiếc đồng hồ này? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách comment phía bên dưới các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.